suy nghĩ của em và em cũng thả những cái thời điểm nó rất là bất ngờ. Kể chương trình này không? Em không nghĩ là kể. Anh có dùng cái đàn để hiếp. Em dễ thương ha. Em xin tự giới thiệu, em là Lưu Thiện Duẩn. Em năm nay 33 tuổi, hiện tại đang công tác tại Bình Dương. Bên công việc gì? Dạ em làm bên ngành môi giới bất động sản ạ. Dưới đó đất giờ còn miếng nào ngon không em? Tại chắc chắn là còn nhiều chứ anh. Giới thiệu cho anh nghe. Rồi nói tới chiều luôn bây giờ. Đất đai ở dưới đó là mênh mông á Bình Dương. Nhớ nghe chưa? Dạ. Rồi, mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Phúc Thuận. Em tên là Ngọc Dung, nay em 29 tuổi. Công việc của em là kinh doanh online. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau đấy là một... Em là người tuyển dụng nhân sự thì vợ em là người đến tuyển dự. Cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó là vợ em sáu. Dạ. Làm mà tôi cứ tưởng đó là lần đầu tiên gặp nhau là gặp cô này là em bị tiếng sét ái tình bởi cổ. Quý vị có đồng ý là cô dâu quá đẹp không? Dạ, tại vì là em cũng không có để ý lắm thì cái khuôn mặt lúc đấy thì hơi xương xương và hơi gầy. Đó thì em cảm thấy xấu vậy thôi, nhưng mà khi mà xong buổi tín dụng thì ra ngồi uống cà phê với nhau á thì em lại thấy cũng có cái nét rất là dễ thương. Cái gì? Không mặt dễ thương. Hết xương quá thương rồi đó. Dạ. Rồi còn em sao? Em cảm xúc đầu tiên khi em đối diện chồng thì sao? Lúc đó ảnh trắng bóc rồi mà ảnh cao, ảnh ốm chỉ có 60-62kg thôi. Tức là tươi hơn bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp trai, ăn mặc thì là đẹp lồng lồng đó vậy. Dạ, đi ừ, đẹp Hàn Quốc gì đó. Ừ đó. Nghĩa là tuyển dụng xong thì em mới ra ngoài em ngồi uống nước, em nghỉ xong em mới về. Thì xong ngồi đó thì một lúc thì tự nhiên thấy ảnh ra, cái thấy ơ em ở đây. Chỉ cái là mấy ảnh mới thôi anh ngồi chung, cái hỏi thăm qua lại mới biết là hai vợ chồng ở thì trong thành phố Thủ Dầu Một luôn. À. Là ở gần gần đó thì em học phía sau Đại học Bình Dương đó, thì ảnh à ở gần, khi nào rảnh thì nếu mà có duyên gặp lại thì mời cà phê. Ừ. Xã giao vậy thôi, xong rồi về. Rồi sau đó thì có gặp lại nhau tiếp tục nữa không? Có chứ, tại vì khi mà ngồi uống cà phê á thì lưu số điện thoại vào trong máy rồi, thì 2-3 ngày sau em mới lục trên danh bạ ra thì cũng thấy số rồi em mới nhắn tin. Ừ. Nói chuyện thì lúc đấy thì bạn gái thì cũng chưa có. Ừ. Mà cũng mới từ ngoài Bắc vào nên là cũng hơi buồn buổi tối, cho nên là mới nhắn tin rồi nói chuyện. Ừ. Rồi cũng tán tỉnh chút xíu thì mới mời uống cà phê. Ừ. Là. Dạ. Rồi sao nữa thì... tới chưa tới luôn chưa tới, còn dài lắm, 3 tháng xong mới yêu cơ. Ừ. Uống cà phê thì em mới phát hiện ra thì cô gái thì cũng còn nhiều cái rất là dễ thương. Ví dụ thứ nhất là cái nụ cười thì em rất là thích, với lại cái tính cách của người con gái đúng như suy nghĩ của em, đúng như mong muốn của em. Ví dụ rất là nhanh nhẹ, tháo vát. Ừ. Phát hiện ra cái bí mật gì mà nó lưu lắm hơn đâu. Có chứ, thì cái đấy thì nó cũng hơi mắc cười và cũng hơi tế nhị. Cái nó không sao đâu. Thì cái đấy thì vào cái buổi đó, buổi cũng nói chung là yêu nhau rồi. Thì tối hôm đấy thì hai đứa đi chơi, thì em chở về tới nhà á, thì hai đứa đang đứng nói chung là lưu luyến một xíu nữa rồi mới về. Ừ. Thì đang nói chuyện thì tự nhiên thì vợ em thả bom một cái thôi. À thả. Từ cái tình huống đó thì tự nhiên thấy hai người gần nhau hơn một xíu nữa. Nói chung là cái nó ngoài ý muốn. Cái là em thì cũng đang nói chuyện, em cũng bắt mạch với chị khác luôn, thì anh cũng biết như vậy. Ừ. Anh cũng bắt với chị khác thôi, nhưng mà nghĩa là mình về thì mình cũng quê. Ừ. Anh này thì anh nghĩ suốt trong đời anh luôn. Tới bây giờ là anh nghĩ là sau này mà anh phải đem cái chuyện này anh nói cho con, xong mà anh nói cho mẹ. Ừ. Anh cứ dùng cái đó để uy hiếp. Uy hiếp là sao? Đấy là ví dụ như mà em ngoài không chịu làm chuyện gì cho ảnh là ảnh uy hiếp anh. Dạ, dạ đúng rồi đó, anh uy hiếp, anh uy hiếp chuyện đó. Em nghịch hay là em nghịch ngợm là anh uy hiếp. Coi như ngoài cái chuyện mà ảnh đã lỡ kể cho chị anh Min với tất cả mọi người nghe rồi, ảnh đã kể cho ai nghe rồi. Dạ chưa, anh kể chương trình này không, với em không nghĩ là anh kể. Thấy chung là chồng em rất là chính miệng, rất là ý tứ. Nói chung là em có một người chồng rất là thương em, rất là ý tứ. Cái chuyện thả bơm là không kể ai nghe hết, anh chỉ kể cho toàn quốc nghe thôi. Nhưng mà anh này dễ thương đúng không? Dạ. Mới đầu thì mình hơi sốc chút xíu, nhưng mà sau đó là dễ thương đúng không? Em trêu ảnh thôi. Tại vì ở trong nhà thì là làm cái gì vui, buồn hay này kia là đều một mình em. Nói chung là một mình em khuấy cả cái gia đình. Ừ. Cho nên là những lúc mà nghịch ngợm hay này kia mà anh đang thách em mà đứng lại, anh sẽ bắt là anh sẽ đánh anh chết. Ví dụ vậy đó. Tại là em đâu có dạy em đứng là em vừa là em vừa đi, em vừa ngoáy, em vừa chơi, em vừa chọc tức. Xong rồi là anh tức thêm chơi, xong rồi em chạy.
tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ khoảng 3 năm. Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới gần 2 năm. Vậy là gần 5 năm rồi đó, vợ dạ. Chồng quá son. Tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Ôi hèn gì mới chơi được trò đó. Rồi sau khi cưới về thì vợ em còn có những tật xấu nào đáng yêu không? Không còn tật xấu đáng yêu nhưng mà còn cái tật xấu không có vui. Đó là rất là làm biếng ăn. Lười ăn đúng không? Lười ăn và biết mình đang bị bệnh nhưng mà cũng rất là làm biếng ăn. Không ăn bỏ bữa ăn không đúng giờ. À bệnh là bệnh cảm này nọ đồ. Đau đau bao tử. Ồ nguy hiểm mà làm biếng ăn hả trời. Ngay cả cái lúc em đi làm mà em không có nhà, bỏ bữa hoài, nói hoài không được bao nhiêu năm không được. Còn em? Chồng sao? Kể tật xấu. Chồng em có tật xấu gì? Anh quá ít nói. Và anh có những cái lý do biện minh về cái sự ít nói của mình nó rất là khó chịu. Tại vì nếu mà mình không nói rõ ràng thì mọi thứ nó sẽ không có rõ ràng. Anh cứ im lặng, ai nói đúng cũng im, sai cũng im, chửi cũng im, nói chung cái gì cũng im. Ví dụ cụ thể như là bạn bè hay là ai đó mượn tiền. Nó không phải là mình khó khăn trong chuyện đó nhưng mà cái tính em là em phải rõ ràng và cái gì cũng phải nói cho rõ. Thì bạn bè mượn tiền ừ thì mượn xong rồi vài ngày trả ví dụ như vậy thì cũng được, nhưng cái vài ngày đó là có thể kéo lên tới vài năm. Nhưng mà không bao giờ anh hỏi, anh cứ im lặng. Xong em hỏi sao anh không hỏi, nói thì hỏi gì hỏi, nếu mà người ta biết điều á thì đúng ngày đúng giờ ta trả. Còn người ta đã không biết điều thì mình có nói thì cũng không có được gì, mình nói chi. Là đó là cái lý do. Xong hoặc là ai mà gây gỗ hay là làm cái gì mà khó chịu bực mình làm sai với mình á, em hỏi sao anh không nói rõ là như vậy mình không thích hay này kia chứ. Thì anh nói gì chi, trách mình chi, chẳng lẽ mình trách người ta thì mình bằng người ta rồi. Thì cũng là một lý do để cho sự im lặng tiếp. Như vậy cái này đâu phải là ít nói mà là không có muốn làm người khác bị tổn thương. Chứ còn ít nói sao em rủ được người tham gia chương trình này? 100% là vợ em tác động đi đấy chị. Mà nãy giờ thấy hỏi tới đâu trả lời tới đó mà cũng nói nguyên bác lắm chứ đâu có ấy đâu. Ví dụ như nói luôn cả được cái bí mật của vợ. Ảnh nữa là ảnh hay kể nể người khác lắm. Ảnh kể nể chung tất cả. Cả nể và sợ người khác bị tổn thương đúng không? Đúng rồi, nhưng mà không nghĩ tới em. Có nghĩa là anh không nghĩ tới tổn thương của vợ. Cái thời gian gần đây á là khoảng 2 tuần nay là em rất stress. Tại vì em kinh doanh thì cũng lâu rồi. Cái đầu tháng lại cuối tháng là công việc nó rất là nhiều. Tại vì nợ tiền hàng hóa rồi là buôn lên đơn, sỉ lên đơn là nó rất, nói chung là nó rất rất là căng thẳng. Em có phải làm việc là 24/24 gần là như vậy. Thì cái bữa đó làm mới sửa sang lại cái shop em là gắn cửa kính rồi gắn máy lạnh làm thêm kệ. Thì bữa nói là em nhờ anh đi giao hàng thì anh đi em về, anh vừa mới về tới nhà thôi. Em nhanh lên đưa anh đi tại vì anh chuẩn bị đi đá banh. Em ấm mất rồi thì em phải vừa bỏ ra anh chạy ra lấy hàng đưa anh đi nữa. Anh đi nữa thì đi xong rồi vừa về tới nhà là anh đưa tiền cho em để em trả tiền cho thợ. Xong cái là anh quay xe anh đi một phát luôn. Mà lúc đó là nhà thì là mẻ kiến rồi là cát bụi, nói chung là nó ngập đầu á. Mà đơn hàng thì nó đầy nhóc ra một mình em, xung quanh không có ai hết, mà tự nhiên cảm giác một mình nó bị cô độc, mà giống như là mình không hiểu là tại sao mình phải làm hết như vậy. Xong em mấy bạn ngồi ghế mà em ngước mắt lên mà em khóc ấm ức mãi rồi 30 phút á cho nó hết cái giải tỏa của em. Xong em mới đứng lên em dọn dẹp rồi em mới bắt đầu là bình tĩnh, rồi em mới nhắn tin cho ảnh. Thì em nói là anh làm như vậy anh có thấy cái sự tổn thương ảnh hưởng tới em không? Ảnh không trả lời luôn. Thì lúc về nhà tối em xem lại hai tin nhắn ở trong máy không còn, em không biết ảnh xóa hay ảnh không nhận được em không biết. Là tới giờ em cũng chưa có hỏi, là cũng hơn tuần rồi chiến tranh lạnh. Ảnh về thì em cũng dọn dẹp hết rồi nhưng mà trong người em là lúc nào cũng chực trào, là em nghẹn ngào lên á. Xong rồi tối Linh ngủ thì ảnh lên ảnh ngủ ngáy hò hò rồi cả nguyên một đêm em nằm khóc tới sáng. Sáng vậy sưng mắt thì anh cũng đâu biết, đi làm bình thường đó. Ngày hôm sau thì cũng nói chung chiến tranh một ngày nữa. Rồi sau đó thì chương trình mới gọi. Thì lúc đó em mới, nói chung là em thích những cái chương trình, thích chương trình này lắm. Em mới vui lên một chút. Đó là em mới suy nghĩ rồi thôi thì của hai vợ chồng cũng bình thường. Bây giờ là giờ em kể ra thì em mới biết đúng không vậy? Dạ em biết chứ. Tại vì giờ em khóc nguyên đêm không? Thế nguyên đêm thì tại vì em ngủ làm sao em biết. Lúc trước là em cũng không đi đá banh đâu. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái mức độ nhậu nó hơi nhiều cho nên em cũng dành thời gian để đi thể dục thể thao cho nên theo cái ý của vợ cứ chiều lại là em đi đá banh. Đó thì hôm đấy thì công việc thì người ta đến người ta làm cũng gần xong rồi, giờ chỉ còn dọn dẹp nó thôi. Thì em bảo là để tí nữa rồi anh đi đá banh về rồi anh dọn cho. Nhưng mà tại vì vợ em có cái tâm lý hơi nặng, hàng hóa nhiều quá thì sẽ chết, thì cái đấy em thật sự em không biết. Đó cái đấy là cũng do lỗi của em, không có để ý, không quan tâm đến của em. Nên là cái hôm đấy thì em cũng thấy vợ em như vậy thì em cứ để im rồi một ngày hai ngày rồi vợ chồng cũng lành lặn lại thôi. Dạ. Chị thấy vậy nè, hai đứa qua cái câu chuyện của tụi em á, chị có cái cảm nhận á là vợ em là một người phụ nữ giỏi đúng không? Giỏi dạ, giang rất là giỏi. Giỏi giang, quán xuyến và rất là biết điều. Dạ. Thì thường á, những người phụ nữ như vậy á, họ hay che giấu những cái điều họ mong muốn.
ở đối phương. Tại vì tức là mình cứ nghĩ là họ sẽ phải cảm nhận được cái điều mà mình đã cố gắng, những cái điều mình đã hy sinh chu toàn cho cái tổ ấm của mình. Nhưng mà cái điều mà em muốn á, nó vượt cao lắm, mà không phải người đàn ông nào họ cũng làm được cái điều đó. Ý chị nói đây là như vậy. Thành ra là em phải chấp nhận cái mà chồng em đang có là ở cái điểm tốt trước. Cái thứ hai, khi chồng em như vậy thì em phải chia sẻ. Có nghĩa là em đừng có để chồng em đón ý em. Em phải nói, ví dụ như ngày hôm nay em nói, chồng em sẽ hiểu, chồng em sẽ thấy được là công việc của em là như vậy, đúng không? Rồi thì em cứ tỉ tê em nói, anh ơi thế này thế nọ kia. Còn về phần em phải tập bỏ cái thói quen tự chịu đựng một mình và tự stress. Bởi vì em biết sao không? Khi em có con, cái stress nó lên rất nhiều, tức là nó còn nặng hơn như vậy nhiều lắm. Và như vậy nó rất dễ đi đến vấn độ là trầm cảm sau khi sinh. Mà cái đó vô cùng nguy hiểm. Cái đó mình bị mất ý thức luôn, tức là mình không biết mình bị luôn. Em hiểu không? Thì em phải tập từ bây giờ. Chị nghĩ chắc vợ chồng em đang mong mỏi có con đúng không? Dạ đúng rồi. Chính vì em nhiều cái stress như vậy quá, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề có con nữa, đúng không? Thành ra mình phải thoải mái. Thậm chí em phải tập cho em vô tư đi một chút xíu, vô tâm đi một chút xíu, để đừng có cả nghĩ nhiều quá. Mệt đầu là khó có bầu. Cô bé vô tư dỗi hờn chút xíu đi. Không có nói thiệt, cái đó là có lợi cho cả đôi bên. Cái đấy em mong muốn lắm đấy. Thiệt, chị nói thiệt. Tại mà em nhiều lúc em vô tư là vì em muốn vợ em như vậy. Bây giờ phải thoải mái, phải relax lên em. Chúc ta có con đi. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng em mau chóng có được một em bé kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình của mình ha. Trong năm 2018. Đó là nhớ báo tin cho chương trình biết nha. Con tên là Nguyễn Thành Long. Năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Và con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. À, có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó. Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Dạ. Thế là còn con? Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi. Và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Và con make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi. Để như hai vợ chồng như là lo trọn gói luôn. Dạ. Con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi quay xong chắc mai ra lại. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm luôn con. Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh hả? Mình còn lạnh nè. Trong này thì xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chúng nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ như cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn ấy đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, bắt đầu cay mũi chứ. Ngượng. Con có kèm thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Đó, nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé ở ngay sau mặt mình câu đó gì cá tính chứ bộ đúng không? Rồi con, vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh ấy gặp lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu.
Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mình nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ hơn. Đúng rồi, ta nghe là sẽ nhớ, mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại, nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này anh cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, vâng, con cũng chả nhớ gì về ông này. Con không có ấn tượng gì cả, vì thực ra con cũng bị cận nhỉ ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế là sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi, nên là con cũng tìm cách để con tìm info của cái bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến, nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram, rồi tìm cách làm quen. Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Con đúng với gu con, đúng với người con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Nhưng mà nhắn tin cho cô? Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Cái thả tim thì chắc chắn là cô này có nhắn. Sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Dạ, thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe, rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang, mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ? Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp, bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi. Vâng, vâng. Ủa nhưng mà con làm bài. Con làm đồ án tốt nghiệp thời trang cuối. Đấy là con cái thời sinh trang mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Vâng ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ vâng. mà chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà đấy lúc mà gặp lại thì có nhận ra anh không? Có ạ. Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh á, vâng. nhờ ảnh chụp free có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng mà chính ra con dại gái quá rồi thật. Chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm luôn. Được nhờ thích lắm luôn. Bây giờ gái sinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới là tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đi. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ xin nghỉ dạ. làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có em. Có đi, đúng rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ ạ. Đẹp hơn. Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con đó, là bãi để tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn ấy cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp. Thì
hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Để tâm gì rất tự nhiên, không em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ lăn ra ghế sofa ngủ luôn. Em mệt em phải ngủ thôi, vâng. Em vẽ đồ án đâu cũng coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa tỏ tình. Chưa đâu xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Ừ. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Ừ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Hả? Mình cũng không biết là bạn ấy cũng liệu có thích mình không. Ừ. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho xong. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Lần thứ hai gặp đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc chắn là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó, thì mới nhờ bạn này chụp tôi đó. Rồi xong rồi tới con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến được con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thế thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá thì là đến cũng chả kịp mà make up cũng chả gì, đánh mỗi cái son đến ạ. Thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh cũng bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thứ hai cũng vẫn bình thường ạ, không tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ ạ. Con không làm nổi bật về con, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng, anh ấy chụp là khá là đẹp ạ. Vâng. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Vâng. Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu là đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị free rồi mà mình còn phải móc tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là đấy. Buổi đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó. Dạ đúng ạ. Ừ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm bạn ấy không ăn uống. Thương quá. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi. Rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình của em sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Em rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động miệng ấy ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Mà anh ấy nhập bê trên đấy xuống. Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Vâng. Em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chả có gì hài hước cả. Không sáng tạo gì luôn đúng không? Vâng, mà anh ấy chắc là anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Chứ là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó lại không phù hợp. Vâng. Rồi, nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. À. Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Thì sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong quãng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con?
Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật, bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy, thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Hay là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi, bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau, nên là con cắt đứt liên lạc. Biến mất. Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bồ bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bảo là bạn này không nói ra. Tức là hai con không muốn còn bị nói dối ạ. Giấu đó. Thật. Vâng, mà có hỏi. Không nói hết. Đúng mà rồi trong ạ. Khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe dạ. Về những câu chuyện của con. Vâng. Đó, còn anh ấy không kể. Đúng rồi ạ. Nên là giận cắt luôn. Vâng. Tức là biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yết cái gì đúng không? À thưa người yêu không người, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Biết. Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang là năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin lỗi được. Bao lâu mới hết vậy? Cũng mất một tuần đấy. Không, cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó con xem cũng mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Ủa trời. Rồi sao rồi lúc mà sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm cái gì nha? Không ạ, tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhịn được cười, thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu bụt miệng cười, thế là thành tự dưng lại bị hớ. Hớ thế là hết giận. Tự dưng hòa luôn. Vâng. Coi như là hà vắng mặt. Mới giận tiếp tục. Đúng rồi. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy, bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười mất ạ. Con cười đúng không? Vâng ạ. Mà tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà đúng giận rồi nhau là phải quay chung. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn đúng anh không chịu nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt con không biết được dai xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây. Nó cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng ạ? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Dạ vâng. Bé trai bé gái gì con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có ạ. Một năm sau. À, đúng rồi. Dạ. Ông bà nội đấy có thằng con trai thì ông bà nội sướng không? Dạ. Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không có ý kiến gì ạ. Không. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như cũng là cháu trai đầu là thích lắm. Mà còn đích tôn nữa ạ. Đích tôn đấy, vâng. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, tốt nghiệp. Dạ vâng, lúc ấy con đi làm rồi. Nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Và công việc nhiếp ảnh thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Có. Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội mà? Con ở riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. À, tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Vâng. Đầu tiên là mình thuê nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là
hai đứa mặc đến nào đứa ra phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm... Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh em bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì thực ra là cũng chưa đâu ạ. Tại vẫn đang trong quá trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị trầm cảm sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều ạ. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó mệt mỏi, chán ăn các thứ ạ. Thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì với cả kiểu như là con cũng cáu gắt và nói chung vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám. Thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ạ. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ. Cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có là có. Có phác đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phác đồ điều trị của con là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn ạ. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều ấy ạ. Đúng rồi. Cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vâng, đúng con ạ. Cái giấc ngủ con đủ là ok. Bởi vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ ạ. Lịm đi xong lúc sau tỉnh dậy. Tại con biết không ngủ không được, con suy nghĩ lung tung lắm. Vâng. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì khi nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu vào mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với con? Tức là bé nó sợ. Sợ đúng không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra. Bởi vì tất cả những cái việc đó là, tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó, mà, tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè. Xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường. Nhưng nó là bất thường với một cái, với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Đúng rồi. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, con suy nghĩ đủ thứ trên đời. Buồn ngủ mà không ngủ được ấy ạ. Con phải nói ra. Như con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được. Mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy, bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy, thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra thì nè, cái trầm cảm sau sinh đó
thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á, cái phát đồ của nó là khoảng một năm là nó sẽ giảm thiểu đó, và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên thì là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. À, cái ngủ xong khỏe ha, là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực. Đúng rồi ạ. À, suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đúng. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Nói chung là cố gắng. Vâng. À, phải ngủ được nha. Ở chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Vấn đề về đó con cũng là một cách mà đồng hành rất là tại vì nhiều khi nghe tiếng trẻ con. Con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi. Thôi giờ mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có cái đam mê với game ạ. Rất là nghiện game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ý là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ý thì cũng nghĩ là con dễ tính. Nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ý chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ấy. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mấy game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế á. Tại vì cũng biết là tác hại. Vẫn còn. Vâng. Nhiều khi thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Vâng. Đó. Nhưng mà đa số thì hầu hết không. Không có bảo bình được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, có con rồi thì không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vâng, vô tâm không phải tại là vì... nghi nha con nha. Vâng. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh là anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thực ra khi mà